Ôi không buồn nhưng mà nắm dính quá đốt đầu. Cái quần dài cho phơi mất rồi, có mỗi cái quần dài thì phơi rồi dính đốt chứ không chịu được. Cô mặc quần thế nó không đốt được, chú mặc quần dài không đốt. Cháu có mỗi quần dài cầm đi nó cứ tưởng trên đây đấy. Phải chuẩn bị tốt hiệu không ngày mèn đấy, phải lưu cái mùi lại nó miền rồi đấy. À thế là từ trước rồi, ở đây không có điện. Nhà chú chỗ nào? Ngoài. Biết cầm vào con không? À. Biết cầm vào con không? Biết. Không đi làm đám ấy. Đi với ông Thành ra ngoài kia làm. Cái nhà trước xuống ra làm đám ấy. Nhà đứng dưới nhà. Dưới cái nhà gần ngay cái chỗ cống suối ấy. Đám nào nhỉ? Đám đám được tí thằng Ti đi làm ấy. À, chỗ đấy hả? À, đây đấy quả đám gì? Hello. Đi đâu ấy? Ông ở đây bảo ông thuê nhà này này. Thuê nhà ông này. Ừ. Ông đâu đã? Cái nhà kia nó hết giá cao quá nhỉ? Nếu mà rẻ thì người ta đã thuê rồi. Này, tôi hỏi trên kia ở ngay ngã Ba Anh đây. Có biết bao tiền không? Các bà ơi, nhà xây nhà đẹp luôn. Không phải nhà gỗ đâu. Nhưng mà ở dưới xa đây quá. Nhưng mà 600 thì người ta còn lấy có 500 thôi. Ông ấy thuê đắt đấy, ngã Ba Anh đấy. Ngã Ba Anh chỗ thị trấn đấy. Nói chung là ông không có cho thuê. Ừ, ông không muốn cho thuê đấy. Giá đấy là đắt. Nhà đấy thì thuê 300 thôi. Ôi thật. Ôi thật luôn, vì tôi thuê ở ngã Ba Anh có 500. Có nghĩa là cái bà Tư quyết định này hỏi ông Thanh bà